Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đã đến với kênh Hữu Tài Vlog. Hôm nay anh em tụi mình lại tiếp tục đi thăm bãi nha các bạn. Đây, bạn Nguyễn đang đi đằng trước. Rồi, giờ vô tới bãi mình sẽ quay nha các bạn. Rồi, giờ mình tới cái bãi đầu tiên nha các bạn. Thấy không? Chồng khóc hả? Rồi, cái đầu tiên... Hả? Ừ, mưa xuống nó vậy đó. Này ếch nhiều lắm, gần ao ếch nhiều lắm. Rồi cái đầu tiên không có gì nha các bạn, mình tới cái tiếp theo luôn nha. Rồi giờ mình tới cái tiếp theo nha các bạn. Bạn Viễn không biết có ngập không nha. Bạn Viễn đang xuống thăm. Đấy, nằm dưới. Dở đó lên. Thấy không? Có gì không? Rút luôn không, đây nãy nó ngập. Rút luôn, rút luôn. Cái này lấy luôn nha các bạn, để vài bữa nữa là ngập là xong luôn. Có hàng này ơi. À có hàng hả? Ừ. Xách lên, bự không? Hàng cũng được, có hàng nha các bạn. Nhưng mà Nguyễn kêu nhỏ. Hả? Hổ vệnh nhỏ. Thôi có là được rồi. Có là khai trương là được rồi. Rồi gỡ bắp đó, gỡ bắp đó. Mày bắt hay tao bắt? Bắt đi cho quen. Thôi. Siêu. Không phải hổ vệnh. Hổ vệnh. Hổ vệnh. Không phải. Con này con rắn nha. Con rắn ráo. Rắn ráo. Con này con rắn ráo nha các bạn. Nó vô nó quất con kia. Chuột để mình sẽ bắt nó ra nha các bạn. Má cái loại này cũng mới nó trèo cây được mấy người. Ừ. Này kêu là cây hổ mây á. Rồi, hai cái là có hàng là vui rồi. Gồng nhất luôn. Rồi, ngon rồi nha các bạn. Con này vậy là cũng bự nha các bạn. Rắn ráo như vậy là bự lắm rồi nha. Đây, con đầu tiên. Rồi, vô hàng. Túi nhỏ. Rồi. Rồi, một em đầu tiên. Chuột rồi đem đi vô. Để mình vô chuột rồi mình đi tiếp nha các bạn. Cột cái bao lại để tao lấy con chuột lên. Để chuột ra đi rồi con. Nghe mùi chuột nó. Tắt cái máy quay. Rồi, giờ bạn Viễn sẽ đi qua anh đó thăm nha các bạn. Bên này nước hơi sâu nên bạn Viễn phải lội qua. Mà đi thăm cái bên kia trước các bạn, ngay gốc cây nó, ngay đống củi có bụi à. Ông đi thẳng cái thẳng qua. Đi theo đường mòn đó, ngay gốc cây sung đó. Có cái bụi cỏ hôi á, dở bụi cỏ hôi lên. Đó, nói chung là giờ mình đặt nhưng mà giờ bạn Nguyễn đi thăm. Giờ bạn Nguyễn sẽ qua nó coi. Tại vì nước qua mình không qua, cứ quay này kia nha mấy bạn. Có không? Không nghe nói gì. Rồi để mình lấy lúa cho các bạn nha. Rồi giờ bạn Viễn sẽ xem cái tiếp theo nha các bạn. Bên kia cái đường mương nha. Đây xuống dưới. Đó, giờ cây đó là thấy à. Nặng không? Rồi nghe dục bụt khóc là hiểu mấy bạn. Rồi giờ mình tới cái tiếp theo luôn nha các bạn. Tới cái tiếp theo mình quay tiếp nha. Rồi giờ bạn Viễn thăm cái tiếp theo nha các bạn. Đó, ngay cái lỗ đó. Chưa gặp đâu. Gặp không? Con cua ăn chuột chết chưa? Vậy mày để cái này nè. Nè, vậy để cái này lên khúc trên. Để nó coi. Được một con cua nha các bạn, nhưng mà con chuột chuột chết rồi. Chuột tàng hình rồi các bạn, chuột thấy xương rồi.
rồi để mình xử lý con cua này nha mấy bạn. Tình hình là ngập lút rồi nha mấy bạn, để mình xuống đó mình tìm cái bẫy. Ngập lút luôn rồi. Tiếng ghê thật trời. Dắt cả ngay từ trên này đi. Đây nè, anh thấy chỗ đó hay lắm. Nhét kỹ kỹ vô. Rồi giờ tới bệnh viện thăm cái tiếp theo bạn. Đó, cái lỗ kìa. Tâm mình đặt đây nước nó hay ngập lắm nha các bạn, người ta chặn nước lại hay ngập lắm. Cái này bữa dính con hổ ngựa mà bữa nay có gì không nha. Nhẹ hả? Có ngựa có hàng các bạn, xách lên xách đúng mát luôn, xách lên. Có hàng, có hàng nha các bạn. Hồi bữa chỗ này cũng dính con hổ ngựa, bữa nay cũng dính con hổ ngựa nghe. Lùm hàng, lùm hàng. Xích tới để tao bắt. Con ngựa chà bá luôn rồi các bạn. Đó. Bánh mì nha. Rồi, để giờ mình bắt nó ra nha các bạn. Con ngựa chà bá luôn. Má gầy. Chó. Túi hơi bé một chút tại vì túi lớn mình là mắt đựng rắn, nói chung là cẩn thận chút để nó lại bọc cho một phát nó thì toi. Nửa ký không? Hả? Còn có nửa ký không? Bự mà, nặng mà, nó cầm nặng trịch đó mà. Má con hỏi nhện mà nó phòng lên cỡ đó phải cả ký. Cầm mày ra tao bắt mày. Bắt tay không. Mẹ ơi, mẹ đi. Cầm mày tao để ra mày. Bây giờ nó dây có rút gì mà không rút. Không có chịu ra thì sao? Bắt thì cũng đừng nên bắt chính mình nghe, nó pháp một phát là thôi, tâm thần luôn á. Đó, nó đang me đó, là thấy không? Rồi, tỉa liền. Bắt nó là nên cẩn thận, có công vì nó pháp xịt máu. Đó, đang me đó, có thấy không? Các bạn thấy không? Quay qua đây rồi. Là em đó, nó đang mè đó các bạn, nó quay lại nó bụp liền á. Rồi lần hàng nha các bạn, con ngựa khủng nha, con ngựa khổng lồ. Thì ra là em đùm la này. Rồi giờ mình cho nó vô túi nha, cho nó vô túi. Rồi giờ bạn Nguyễn sẽ xuống thăm nha các bạn. Đây, đây là trong cái đống đó có mì chứ.
đó, ở dưới đó, ở dưới đó, dỡ lên, dỡ lên. Không biết còn có gì không các bạn. Có một em hổ hành nha, đặt lại luôn, đặt lại luôn. Nè, đặt lại luôn. Rồi có một hàng, có hàng nha các bạn, bự không? Có một em cũng đập tạm nha các bạn. Đặt cho cái đậu lên trên nha. Rồi. Rồi có hàng nha các bạn, để mà lên mình quay tiếp. Rồi, bây giờ mình bắt luôn. Đặt dưới ruộng này tôi thấy tùm lum tùm la hết nha các bạn. Mà cũng hết xui nha. Rồi, để mình xử nó luôn. Tụi má sao con chuột còn sống? Vậy, nhưng mới vô. Nhỏ xíu rồi. Hả? Con kẹt đầu mày ơi. Hả? Kẹt đầu. Kẹt đầu hả? Mà chưa chết tụi má chỗ kiến xong mày khỏi chỗ nó đi kiến. Kiến không kìa. Kẹt đầu chứ ăn đéo được con đâu. Cái đó còn bự đó. Cái này nè. Cái đó còn chết luôn đó. Nó kẹt đầu mà chọn ra nó cũng chết đi, nó sống không mày á. Không sống ba. Con cầm theo cái kìm bẻ mẹ cái kẻ nó ra. Về hư cái bẫy ra không? Hư về sắp cái khác. Vậy mà có mấy mối hàng á, mày hàng cái khác chứ. Mày chưa mua cái hàng. Mình đã xử lý con này nha mấy bạn. Đây là khu mình sống nha các bạn. Đây à, ruộng lúa mênh mông luôn nha các bạn. Đây ruộng lúa mênh mông. Bên này cũng vậy luôn. Hai bên ruộng lúa mênh mông. Rồi tới ngay cái đó có quẹo xuống là con cái đó. Đó đi thẳng vô. Đi vô đây nè. Đây nè, đây nè. Ở dưới đó. Thấy không? Rồi bạn Nguyễn đang thăm nha các bạn. Cái này bữa dính hổ hành. Hổ hành cũng nhỏ không lớn nha. Nặng rồi. Nặng hả? Nặng là sao ta? Nặng chắc có hàng ha. Nặng nghe bạn Nguyễn nói nặng nha các bạn. Đủ má hổ hành nó bự trời. Đâu 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 đâu. Nói rồi nó nặng mà. Đâu. Thấy bạn Nguyễn xách nặng tay lắm. Còn nha. Ô trời ơi. Hổ hành cực ký. Đặt lại luôn. Ôi con hổ hành mấy bạn ơi. Ôi ôi quá êm. Trời ơi con này cả ký luôn á, cả ký lô luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi để mình đặt lại rồi chút nữa mình lên kia mình bắt cho bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt con hổ hành khủng ra nha các bạn. Hổ hành khủng đầu mùa nha.
mấy con rắn ráo nó phóng đi nè. Dạ là dĩa là đái liền. Mấy rắn này mệt ghê. Không hả? Một con rắn rố, một con không ngựa ra. Rồi rồi em. Con ngựa đó. Ê, con cái đống đó đó hả? Ba con thêm con của Thành, bây giờ con này con thứ tư. Đây. Đẹp mấy cái bãi mà giữ này. Sáng giờ nè bạn. Mái cứ. Mà đẹp con ngày thôi hả? Đấy. Đẹp con ngày. Ngày nó đánh con Thành nó lấy em ta. Đúng rồi nó thì em. Ta có tay, ta có tay đặt. Nó có Thành thì nó không? Hàng cái mấy con này khác. Hai cái giờ viện. Rồi. Mình tới cái tiếp theo luôn nha các bạn. Rồi mình thông qua cái tiếp theo nha các bạn. Đây đây đây, nhảy lên, nhảy qua, nhảy qua. Đây nè, đây nè. Nó có chuối nè. Nhìn vô đó thấy. Thấy không? Cảm ơn quân quyển thăm bên đó nha các bạn. Nhẹ hả? Còn lúa không? Chết chuột rồi. Chết chuột hả? Giờ quăng đây thay chuột. Chết chuột rồi nha các bạn. Con đường vào nhà anh nha các em. Em nào thương anh thì em ráng chịu nghe. Đây là con đường vào nhà anh. Chạy nãy giờ tiếng đồng hồ rồi chưa vô tới nhà. Đây. Mấy em có thấy phê không? Chỉ có Bình Phước mới có những con đường huyền thoại như thế này thôi nha mấy bạn. Bình Phước coi như có những tay nài khiến thế giới nể phục. Thôi đừng nài xuống đường mưa như bao giờ, thẳng cái thẳng cái thẳng. Rồi giờ bạn Viễn đi về nhà rồi nha. Giờ còn có mình ở đây cũng còn có mấy cái thôi, mình sẽ thăm một mình luôn. Rồi mình sẽ kết thúc video ngay cái địa điểm này luôn nha các bạn. Rồi giờ mà mình còn mấy cái nữa mình đi thăm luôn nha các bạn. Rồi giờ mình vô thăm cái đầu tiên nha các bạn. Không biết còn hả mất nha. Bữa trước mình thấy người ta đào để tùm lum tùm la ở đây, không biết còn hả mất. Cũng hên xui nha các bạn. Nói chung là 50-50 đi. Hên quá còn nha các bạn. Rồi con rắn chết quắc rồi, chú quắc rồi bạn ơi, gạt đầu rồi không luôn. Ê, hình như còn sống nha các bạn. Để rồi mình lôi ra còn xem sao nha. Ơi, còn sống, còn sống. Hên quá. Mà cái này chắc hết cứu nổi. Rồi để mình đem ra kia mình xử lý rồi mình quay tiếp nha các bạn. Ôi, kẹt đầu mà còn chuột luôn mới đau. Sao cứu nổi. Để mình giải quyết nó xong rồi mình sẽ quay với bạn này lâu lắm. Rồi mình đã xử lý xong rồi nha các bạn. Hơi bạo lực một chút. Đây hộ hành nha. Cắt đầu nhưng mà không ăn được con chuột. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha mấy bạn. Rồi tới đây là cũng hết rồi mấy bạn. Mình thăm cái cuối tại mình kiếm lâu với lại có người nên mình không muốn quay. Nói chung là tới đây cũng hết bảy rồi. Nói chung là cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình nha. Các bạn nào mà yêu quý mình thì cho mình một subscribe và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn xem video vui vẻ.